Cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 không tìm được Hoa khôi, trưởng ban tổ chức nói gì? Gây ồn ào vì quyết định không trao vương miện Hoa khôi cho thí sinh tham dự cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020, trưởng ban tổ chức BTC lên tiếng. Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2020 Vũ Thị Mỹ Dung chia sẻ, chúng tôi tin quyết định của mình là đúng đắn so với nội bộ cuộc thi, thí sinh đáp ứng được yêu cầu nhưng so với bản quyền hoa khôi du lịch Việt Nam thì chưa có thí sinh nào xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Các thí sinh đều tương đồng nhưng để chọn một người xuất sắc nhất trong số họ thì lại không có, bà Dung khẳng định. Theo bà Dung, dù không có hoa khôi nhưng hai á à khôi cùng dàn thí sinh đoạt giải phụ hay thí sinh vào top 10, top 5 sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của một nhân sắc mang sứ mệnh bảo tồn di sản, giữ gìn tài nguyên. Cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam 2020 không phải là một sân chơi nhan sắc phải cố tìm một người đẹp để trao danh hiệu mà là sự đầu tư lâu dài về bảo tồn di sản, văn hóa. Không phải Hoa Khôi hay ai đăng quang mới thực hiện trách nhiệm đó, mà ban tổ chức quyết định ký hợp đồng cùng năm thí sinh lọt vào tốt đêm chung kết, ban tổ chức chia sẻ thêm. Lý giải thêm về thông tin dư luận cho rằng cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Việt Nam 2020 không chọn được Hoa Khôi thì Khánh Ngân tiếp tục đương nhiệm bà dung nói ngay sau đêm chung kết chúng tôi đã nói với khánh ngân là em đã tự do hiện khánh ngân đã hoàn thành nhiệm kỳ hoa khôi du lịch nên cô toàn quyền chọn con đường của mình trong tương lai